Kem Clorvetamil G là kem trị nám phù hợp với nhiều loại da của chị em phụ nữ Việt, nên được nhiều chị em tin dùng. Sự hiệu quả của kem Clorvetamil G được khẳng định bởi nhiều chị em sử dụng kem. Kem có tác dụng trị nám rất hiệu quả kể cả da bị nám nặng. Nhưng mà nhiều bạn vẫn còn thắc mắc không biết kem Clorvetamil G là kem gì. Thì kem Clorvetamil G là kem trị nám. Kem này phù hợp với những ai đang có nhu cầu điều trị nám da, tàn nhang cũng như mong muốn làm đều màu da hơn thì nên sử dụng kem này. Ngoài việc trị nám và tàn nhang, thì kem Clorvetamil G còn có khả năng dưỡng trắng da, làm se khít lỗ chân lông rất hiệu quả nữa. Bạn có thể dùng kem này liên tục cho đến khi hết nám, sau đó có thể chuyển qua sử dụng loại kem dưỡng da dành cho da nám, để dưỡng da tốt hơn. Và sau khi đã trị nám thành công rồi thì thỉnh thoảng bạn cũng nên dùng kem Clorvetamil G để tránh việc bị nám trở lại. Kem Clorvetamil G có thể dùng cho cả da bị nám nhẹ và da nám nặng. Loại kem này được sử dụng để chăm sóc da, cũng như điều trị nám da trong các cơ sở spa làm đẹp. Vì kem có tác dụng rất tốt, được nhiều người tin dùng, nên trên thị trường hàng giả nhái rất nhiều. Bạn nên tìm hiểu kỹ những chỗ bán hàng uy tín để mua. Bởi vì kem giả cũng có khả năng trị nám nhanh, nhưng về lâu dài có thể khiến da bị nám trở lại nặng hơn, hoặc khiến cho da trở nên chai sần và xấu xí, phải sau nhiều tháng sau khi dùng kem mới nhận ra. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Mua kem trị nám Clorvetamil G ở đâu? Kem trị nám Clorvetamil G hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị nám Clorvetamil G hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.